Vậy là lại sắp đến mùa Giáng sinh các bạn ơi. Cứ đến ngày này thì các gia đình đã chuẩn bị rất nhiều những loại bánh ngọt để thưởng thức cùng nhau trong không khí se se lạnh. Và mùa Noel năm 2022 này, bạn đã có ý tưởng mới lạ nào về các loại bánh ngọt hay chưa? Thế để blog ẩm thực gợi ý cho các bạn nhé! Một, bánh khúc cây. Bánh khúc cây còn có tên gọi khác là Christmas log, một trong những loại bánh nổi tiếng là biểu tượng của ngày lễ Giáng sinh, mang theo sự may mắn, an lành cho tất cả mọi người trong gia đình. Trước khi có những hình ảnh bắt mắt như là ông già Noel, cây thông hay là những bông hoa tuyết trắng trên những chiếc bánh này, thì ban đầu nó đơn giản chỉ giống như một khúc gỗ. Không chỉ dừng lại ở khúc cây nâu sô-cô-la truyền thống, các đầu bếp còn mang đến sự mới mẻ ở trong khẩu vị, đa dạng trong hình dáng, màu sắc với khúc cây tuyết trắng vị matcha, khúc cây thiên nhiên vị dâu tằm và rất nhiều biến tấu khác. Hai, bánh mì cây thông. Một chiếc bánh mì hình cây thông màu xanh vô cùng ấn tượng sẽ là điểm nhấn trong bàn tiệc Giáng sinh năm 2022 nhà bạn đấy. Với cách làm không quá phức tạp, chỉ cần một xíu khéo léo là bạn đã có ngay cho mình món bánh mì đặc biệt này rồi. Bánh mì với phần vỏ giòn giòn, bên trong thì khá mềm, béo ngậy, cho nên bạn có thể kết hợp với nhiều món súp, món kho, món nướng trong bữa tiệc Giáng sinh của mình một cách khéo léo. Chắc chắn sẽ tạo bất ngờ đối với các vị khách tham dự đấy. 3. Bánh gừng. Mỗi dịp Noel đến cũng là khi thời tiết trở nên se lạnh, có miếng bánh gừng nhấm nháp sẽ giúp bạn cảm thấy êm ấm hơn về cả tinh thần lẫn sức khỏe thì còn gì bằng. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản đâu đâu cũng tìm được như là gừng, đường, quả hạnh và trái cây, tuy nhiên mang một ý nghĩa rất là to lớn phía sau. Chiếc bánh gừng đầu tiên từng xuất hiện do đích thân nữ hoàng Elizabeth I tự tay làm và tặng cho những khách mời đến lễ Giáng sinh của hoàng gia năm ấy. Bánh gừng truyền thống được làm từ vụn bánh mì với bột gừng, mật ong, sau này lại được thay thế bằng bột mì, không dùng mật ong mà thêm bơ và trứng. Màu sắc thì cũng rất là đa dạng, như là trắng, nâu nhạt hay là nâu sẫm tùy vào từng nguyên liệu. 4. Bánh cupcake Giáng sinh. Những chiếc cupcake cây thông siêu ngộ nghĩnh nhưng mà cũng không kém phần thơm ngon là những món ăn rất được ưa chuộng trong ngày lễ Giáng sinh, Noel năm 2022 này. Bạn hãy thử làm cho gia đình mình nhé. Bánh có phần cốt thì mềm mại, xốp thơm, cùng với phần kem béo ngậy, hòa quyện hoàn hảo khiến cho bạn phải nhớ mãi. Món bánh cupcake là một điểm nhấn tạo không khí Giáng sinh cho bàn ăn với những màu sắc rất là bắt mắt, xen kẽ với các món ăn truyền thống, vừa giúp gia đình của bạn đổi vị, vừa tận hưởng bữa tiệc một cách trọn vẹn nhất. 5. Bánh pudding. Tiếp tục cho câu hỏi Noel ăn gì thì đáp án chính là bánh pudding. Bánh pudding có nguồn gốc từ một món cháo xuất hiện ở thế kỷ thứ 14, frumenti. Món cháo này được xem là bữa ăn nhanh trong khi chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Có lẽ cũng vì thế mà nguyên liệu chuẩn bị cho loại bánh này khá là cầu kỳ với hơn 10 loại nguyên liệu khác nhau và hai loại rượu đặc biệt là rượu rum và rượu brandy. Trong đêm Giáng sinh quây quần bên gia đình, cắt một chiếc bánh pudding chia cho mọi người cùng thưởng thức, một miếng bánh có đủ chút thơm của rượu, dẻo của nho khô và một chút giòn giòn của hạnh nhân. 6. Bánh muffin Giáng sinh. Muffin là món bánh tráng miệng được ưa thích tại rất nhiều quốc gia, thường được chọn làm bánh khai tiệc để khơi gợi mọi tế bào vị giác, giúp bạn bắt đầu bữa ăn trở nên ngon miệng hơn. Bánh muffin Giáng sinh sô-cô-la hình cây thông với nhân kem phô mai chính là một gợi ý cho bạn nên cân nhắc cho dịp Noel năm 2022 này. Món bánh với cách làm đơn giản, tuy nhiên hương vị lại vô cùng hấp dẫn, hình thức lại bắt mắt với hình cây thông Noel vừa giúp bàn tiệc của gia đình thêm thú vị, vừa khiến mọi người phải trầm trồ vì sự khéo léo của bạn ấy. 7. Bánh nhân thịt. Bánh nhân thịt, món ăn truyền thống trong dịp lễ Giáng sinh đặc biệt. Mọi người nói rằng chiếc bánh được thêm vào tiệc Giáng sinh để gửi gắm vào đó những ước mong,
lớp vỏ bánh là nơi lưu giữ những điều ước về một cuộc sống hạnh phúc và no đủ. Làm món bánh khá là đặc biệt, nhưng cách làm thì không hề cầu kỳ. Chính vì vậy, bạn có thể dễ dàng tự làm cho gia đình mình để chiêu đãi gia đình người thân dịp Noel 2022 này nhé. 8. Bánh pate xô. Xuất phát điểm là món ăn dành cho giới quý tộc, nhà giàu thời xưa, và nó chỉ thật sự được chú ý đến nhiều vào cuối thế kỷ thứ 17. Bánh pate xô Giáng sinh đặc biệt hơn bánh pate thường, nằm ở phần nhân bánh. Và nếu như bình thường, chiếc bánh pate được làm từ phần pate gan ngỗng, gan lợn, thì vào dịp Noel, phần nhân được làm với các nguyên liệu từ hươu, nai. Bánh Noel khoai môn. Đổi vị ngày Giáng sinh năm 2022 với món bánh Noel khoai môn đầy mới lạ lại vô cùng hấp dẫn, chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ với sự kết hợp này đấy. Món ăn là sự kết hợp giữa khoai môn với rất nhiều nguyên liệu khác như là nấm, thịt, không những độc đáo mà còn rất là bổ dưỡng. Trên đây là 9 món bánh vừa quen lại vừa mới cho dịp Noel năm 2022 này. Bạn đã chọn được món bánh nào để chuẩn bị cho ngày Giáng sinh hay chưa? Và nếu muốn xem cách làm thì hãy theo dõi ở những video tiếp theo của blog ẩm thực các bạn nhé. Đến đây thì video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.